Yoshina, chị đang làm gì ở đây vậy? Chị tới vì giờ mê đúng không? Giờ mê trở thành như vậy là vì chị đúng không hả? Tôi không biết cô nói gì hết. Tôi tới đây là vì cô của anh Phun Đô tự nhiên bị đau, cần tới bệnh viện kiểm tra thôi à. Bộ tôi không được đến bệnh viện hả? Đây bệnh viện sao chị vào đây chứ? Lúc nãy tôi thấy rõ ràng là chị đang run rẩy núp bên giường của Dương Mê mà. Nếu không làm gì thì tại sao chị phải trốn chứ? Thì tại vì thấy cô Trung đang ở đây cho nên là tôi mới trốn. Tôi không muốn để cô ấy thấy rồi bị nắm tóc nữa thôi. Nhưng mà cô là cái thá gì mà tôi lại phải giải thích với cô chứ? Nói cái gì đó có lý một chút đi Georgina. Bây giờ cô muốn đổ lỗi cho tôi chuyện Dân Mê mất tích và nói tôi là kẻ bắt cóc con bé hay sao chứ? Đúng như cô nói đó, tôi không biết tại sao biết bao nhiêu bệnh viện mà tôi lại chọn cho bệnh viện này chứ, đều là lỗi của tôi. Chị tính đâu hả? Tôi đã nói là đau rồi mà. Sao chị lại làm vậy với được mê? Chị còn muốn làm cái gì nữa đây? Nhận nuôi nó ở viện một cô xô mang sao? Chắc là trùng hợp thôi. Đúng vậy, có đốt ruột trên đầu gối thì sao chứ? Không thể nào có chuyện đó được. Làm sao mẹ gái bác Si Chu là con gái của mình được chứ? Không thể nào đâu. Nếu đúng là như vậy, thì đúng là ông trời trêu ngươi mình rồi mà. Sao đứa bé mình bỏ rơi lại ở nhà đó chứ? Con cứ về đi. Chuyện hôm nay, cảm ơn con. Cô cũng không thích mắc nợ gì con đâu. Cô lại như vậy rồi. Giữa con với cô có còn phải khách khí vậy không? Trời ơi, Dân Mê à. Dì ơi dì, Dân Mê có bị sao không dì? Sao cánh tay lại vậy vậy dì? Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Con bé không sao mà. Các con cũng đã vất vả rồi. Bây giờ Dân Mê cũng đã ổn. Cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Dạ đúng đó cô. Nếu như Dân Mê có chuyện gì thì nhớ gọi cho con ngay ha. Mình đi thôi. Đi trước đi. Cô Chung cũng nghỉ ngơi đi. Sao con không đi đi? Dì à, sao Dân Mê lại thành ra như vậy? Vậy là con bé đã quay lại quán để lấy túi đựng giày, đúng không dì? Nó nói nó không phải là con gái của dì. Nó vừa khóc vừa nói nó không phải là con gái ruột của dì. Hình như nó đã nghe được điều đó ở đâu. Một đứa trẻ sẽ cảm thấy mờ mịt và tuyệt vọng biết bao nhiêu khi lang thang một mình như vậy. Dì cho nó tới viện mồ côi là để tìm cơ hội thích hợp nói cho nó biết những chuyện này. Điều tại dì quá tham lam. Làm sao đây? Chắc nó đã nghe lời mình nói rồi. Vì chuyện lúc nãy chúng ta nói ở công ty đó. Georgina. Em thấy chị tới phòng cấp cứu Dân Mê nằm. Cô ta muốn làm cái gì nữa đây? Chị ta đã đứng cạnh giường của Dân Mê đó. Tuy là chị ấy chỉ nói mấy lời biện mình dớ dẫn, nhưng mà chắc chắn vụ tai nạn của Dân Mê là có vấn đề.
Cho nên chị ta mới tới đó vì cảm thấy tội lỗi. Dên Mê nói sao? Mẹ anh có biết không? Em vẫn chưa hỏi Dên Mê về chuyện đó nữa. Nếu như mẹ anh bình tĩnh thì em sẽ nói cho cô ấy biết ngay. Giờ China. Đều là tại mình hết. Giờ làm sao đây? Lúc này mà Liêu Gu Giang đi đâu rồi chứ? Lúc nãy chạy đi gấp quá cho nên không kịp dọn cửa hàng luôn. Cứ để mình làm. Cậu đi về nhà đi. Đã nói cứ để đó đi mà. Cậu làm sao vậy? Bây giờ mình đang cảm thấy phiền lắm rồi. Chu Huynh Chung, cậu tính cư xử như vậy hoài sao? Không phải như vậy đâu mà. Chỉ là bây giờ mình... mình phải làm sao đây? Huynh Chung à, cậu sao vậy? Có chuyện gì hả? Dên Mê bỏ nhà đi đều tại mình hết. Chắc con bé đã sốc lắm khi nghe những lời mình nói với Vu Giang lúc ở cửa hàng. Sao mình lại đem chuyện nhận con nuôi mà nói ở đó chứ? Mình thì có lỗi với Dên Mê và dì Chung quá. Không phải tại cậu đâu. Có thể Dên Mê bị sốc khi nghe thấy chuyện đó thật, nhưng không nhất định là nguyên nhân tai nạn. Cậu đừng tự trách mình nữa mà. Không biết họ tìm thấy Dên Mê chưa ta? Sao không ai nói với mình gì hết vậy? Đã trễ rồi. Bà không kiên tâm làm việc được hả? Nãy giờ bà chưa làm được cái nào hết. Lo mà làm việc của con đi. Nhưng mà con ngồi ở đây làm cái này từ khi nào vậy? Tại vì con rất lo lắng cho Dên Mê nên không làm được việc gì hết. Bài tập cũng không làm được. Những lúc này thì lao động là điều tốt nhất. Ôi trời. Vậy sao ba mẹ của con không gia nhập vào luôn đi? Mẹ à, dì Chung Di, Dên Mê đâu rồi? Tìm thấy Dên Mê chưa? Tình hình sao rồi? Đã tìm thấy Dên Mê hay chưa? Đã tìm thấy Dên Mê rồi. Đã tìm được rồi Tây Giang. Ở đâu vậy? Ơi trời, đáng lẽ nó phải ở yên một chỗ mới đúng chứ. Sao lại chạy tới đó làm gì? Tại sao vậy mẹ? Sao Dên Mê lại không tới trường? Con mau đi ngủ đi Tây Giang. Cậu cũng đi ngủ đi. Hôm nay cậu vất vả rồi. Đâu có. Cậu mau đưa Tây Giang vào ngủ đi. Cũng đừng lo lắng quá ha. Ừ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao nó lại đi đâu một mình như vậy chứ? Sao mẹ biết được là Dân Mê bị lạc hả? Ở thôn Dông Quang này hay là bị lạc ở một nơi nào khác? Hơn nữa lúc nãy mẹ còn nói, sao lại chạy tới đó là sao? Trời ơi, coi kìa. Nè, bộ không biết tôi là bà Đồng sao? Tôi đã phục vụ Long Dương bao nhiêu năm nay mà. Úi trời. Con nhỏ đó sao nó tinh ranh dữ vậy không biết. Lần này hai người lại bắt tay với nhau nữa sao? Sao vô mà không gõ cửa gì hết vậy? Chỉ gọi điện kêu mẹ giúp nữa chứ gì. Hai người bắt Dân Mê đi là tính làm gì hả? Nè, bộ cô bị điên rồi hay sao? Đây không phải là nơi để cô viết tiểu thuyết đâu nha. Tốt nhất mẹ nên kêu chị tự thú đi. Vì dù sao Dân Mê cũng biết được sự thật rồi. Con cũng đã nói rất rõ ràng với mẹ. Đừng thành đồng phạm của chị nữa. Cô nghĩ cô là ai? Bởi vì mẹ lúc nào cũng bao che cho chị, cho nên mới thành ra như bây giờ đó mẹ. Mẹ phải dạy chị biết đâu là đúng, đâu là sai chứ. Con nhỏ này, bây giờ cô đang muốn dạy đời tôi đó hả? Mẹ cần phải cản trước khi con gái của mẹ làm sai mẹ à. Nếu không sau này mẹ có hối hận cũng không thể thay đổi được gì đâu. Trời ơi, mọi người tới mà xem nè. Tôi đã nuôi dưỡng một người dân nước lạ trong suốt hơn 20 năm trời. Bây giờ nó lại nắm tóc tôi như vậy nè, trời ơi. Ui da đau quá đi thôi, nó nắm tóc tôi nè. Quang quá đi, mọi người tới mà coi. Đứt hết tóc rồi. Có chuyện gì vậy? Dân mày mất tích hả? Con đi ra ngoài đánh răng đi, rồi rửa mặt lần nữa luôn nha. Dạ. Mau đi đi con. Ê, tìm thấy Dân Mê chưa hả? Đi Vu Giang. Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy? Tự nhiên đi đâu để mặt cửa hàng gọi điện cũng không nghe nữa.
anh đã làm gì? À, chuyện đó, bạn anh gọi điện thoại tới nói cậu ấy gặp tai nạn, nhờ anh tới giúp một tay, nên anh đi luôn. Sau đó tụi anh gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm rồi tới bệnh viện. Lại không để ý tới điện thoại bị hết pin. Tai nạn giao thông? Nhưng mà bạn nào, bạn anh cũng là bạn em mà. Ừ, chuyện đó thì không phải bạn ở thôn Dông Quang, là bạn nhập ngũ, là thằng Trang đó, em nhớ không? Trời ơi, bộ không có bạn khác hay sao? Tự nhiên gọi cho anh vậy. Vậy đó hả? Cho dù như vậy thì anh cũng phải gọi cho em chứ. Sao đi lanh quanh trong khi không có tỉnh táo vậy được? Hôm nay em gần như phát điên luôn đó. Em yêu à, anh xin lỗi. Có nằm mơ cũng không thể ngờ chuyện đó, đó lại xảy ra với Dân Mê. Nhưng mà tìm được Dân Mê rồi phải không? Thấy ở đâu vậy? Đã tìm thấy rồi. Nhưng mà con bé bị thương. Người ta nói con bé bị xe máy tông trúng. Hơn nữa không phải ở thôn Dông Quang mà là ở một khu phố khác. Cái gì? Vậy rồi sao? Tình hình của Dân Mê sao rồi? Nó có sao không? So với chuyện đó, à không, bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề nữa. Anh Khu Giang ơi, làm sao đây? Hình như Dân Mê đã nghe được chuyện chúng ta nói rồi. Chắc nó đã rất sốc khi nghe chuyện em nói với anh ở trong tiệm, cho nên mới im lặng mà bỏ đi một mình và gặp tai nạn như vậy đó. Em cảm thấy có lỗi với dì và Dân Mê quá, không biết nên nhìn mặt họ làm sao đây. Trời, chắc em phát điên lên mất. Dự án Korea năm 1990 phải dừng lại vì bức họa mỹ nhân bị trộm. Một nhân viên nghiên cứu của Chubo đã trộm bức tranh và nguyên liệu thô rồi bỏ trốn. Ba vô được không con? Sao ba lại hỏi vậy chứ ba? Nhưng mà xảy ra chuyện gì với Dân Mê vậy con? Bà nghe nói là con bé tới một khu khác rồi bị tai nạn ở đó. Sao một đứa bé lại tới đó được chứ? Hình như là Dân Mê biết mình được cô Chung nhận nuôi rồi á, nên con bé cảm thấy bị sốc lắm ba. Trời đất ơi, tội nghiệp con nhỏ không? Dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng mà... Trời chuyện này ơi. Thì con hiểu hơn ai hết mà ba. Con dù nhớ được chuyện con được mọi người trong thôn vớt từ dưới biển lên, nhưng con vẫn tin con là con gái của ba mẹ. Sau thời gian học về nhóm máu ở trường, con mới biết con nhóm máu AB, ba nhóm máu O, còn mẹ lại có nhóm máu B. Vậy thì con không thể nào có nhóm máu AB được. Sự thật đó không phải con không biết, nhưng mà không hiểu sao lúc đó con buồn vậy luôn. Cảm giác như cả thế giới này chỉ có mình, cảm thấy mình là người đáng thương và bất hạnh nhất luôn. Cũng chính vì như vậy, cứ nghĩ tới chuyện của Dân Mê là con lại thấy đau lòng. Ủa? Cái này tại sao lại ở đây vậy hả? Nó lại có chuyện gì nữa? Con đang nghiên cứu chuyên sâu về dự án này để phát triển thương hiệu mới của tụi con á. Nhưng mà trước đây đã xảy ra một chuyện lớn lắm đó ba. Vì bức họa mỹ nhân này đã bị mất trộm nên dự án Korea bị dừng lại và cũng có người đã chết vì nó nữa. Nói nấu mì mà chạy đi đâu vậy chứ? Còn không ra. Ừ trời, cái mặt già của ông là thấy ghét rồi. Sao lại ăn trí như vậy hả? Cái ông già này. Ba ăn đi, về nhà ba làm gì mà không ăn cơm tối chứ? Ba ăn mì. Ba thích ăn mì. Thì con làm tiếp đi con. Khi mình nói về bức tranh, sao ba phản ứng kỳ vậy ta? Chắc ngày nào đó mình cũng phải nói tất cả cho Trương Duy nghe thôi. Không biết nó có tha thứ cho mình không đây. Dạ thưa chủ tịch. Sao muốn gặp mặt cô lại khó dữ vậy? Lúc nãy sau khi gặp Yoshina xong là cô đi luôn à? Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?
là do Dân Mê bị mất tích đó. Dân Mê hả? Sao vậy? Mai tới công ty tôi sẽ nói cho anh biết, tìm được Dân Mê rồi, nên anh cũng không cần lo. Gì chứ? Sao lại muốn kết thúc câu chuyện vậy? Bây giờ cô hát cho tôi nghe bài đi. Sao? Tôi đang mệt mỏi lắm nè, có biết bao nhiêu tài liệu phải xem nữa. Cảm giác như chơi liên tục bản hòa tấu số 3 của Rachmaninoff, bản hòa tấu số 2 của Brahms, và cuối cùng là bản Mazeppa của Liszt mỗi ngày vậy đó. Nhớ những ngày còn ở thôn Dòng Hoàng quá. Vậy anh có thể quay lại đây nếu như anh thấy lưu luyến. Được không vậy? Giờ cái phòng ồn ào đó trống đúng chứ, Ryan chuyển đi rồi mà. Nếu anh Mabundo mà tới thì chắc sẽ có nhiều người vui lắm luôn á. Ê, chắc cô là người thấy vui nhất chứ gì. Gì chứ? Giỡn thôi, cười lên đi. Nổi giận tức là thua cuộc. Còn bài hát, cô không định hát sao? Hẹn ngày mai ở công ty ha. Đúng vậy. Cười lên. Em giữ cái này làm gì vậy? Để lúc nào gặp lại thì trả cho chị á, nên em luôn mang theo. Gina à, Gina ơi, cục cưng ơi. Cái gì đây? Con uống rượu cả đêm đó hả? Trời ơi, cái mùi kinh quá. Mới sáng sao lại tới? Con và con gái của Chung Mu Sim có chuyện gì vậy? Sao lại đưa nó tới quán nước đó rồi bỏ nó lại vậy? Mà con nhỏ Chung Di nó còn trợn trừng mắt với mẹ, nói là mẹ không được làm đồng phạm với con nữa. Ôi trời, dù có bị chỉ trích thì cũng phải biết lý do chứ. Có chuyện gì mà con không thể nói với mẹ hả Gina? Không có chuyện gì hết, nên mẹ đừng nói nữa mà. Con đau đầu lắm. Con uống rượu tới vậy thì sao mà không đau đầu cho được? Không ngờ việc sửa chữa lại nhanh tới như vậy. Chúng ta cũng phải khai trương quán thôi. Từ giờ hai đứa con cứ coi như đây là quán của mình, và cùng làm với Si Chun đi nha. Dì ơi, chuyện của Dân Mê á, con xin lỗi hôm qua. Con không biết là trong nhà xảy ra chuyện. Dù sao thì cũng tìm được Dân Mê rồi mà. Đi thôi, phải chuẩn bị kinh doanh nữa. Dì ơi, chờ chút đã. Chuyện ngày hôm qua... dạ không, dì vẫn chưa nói chuyện này với anh Si Chun sao? Anh ấy cùng đến thì sẽ tốt hơn. Dì sẽ nói với nó chuyện lễ khai trương. Dù sao nó cũng không giỏi ăn nói. Dạ, cũng phải. Georgina. Em dậy rồi đó hả? Làm gì ở đó vậy? Mẹ đâu rồi anh? Đương nhiên là đi làm, nhưng mà em không bị sao đó chứ?
Ngày hôm qua, anh đã nhìn thấy em đeo ba lô đi theo Georgina. Tại sao em lại theo cô ấy vậy? Không phải như vậy đâu. Anh không biết gì mà sao cứ hay tỏ vẻ vậy? Nè, em. Con nít mà sao lại nói dối nhiều như vậy, hả? Anh cũng đâu phải là anh ruột của em đâu. Đừng có nổi giận rồi hét vô mặt em. Georgina bắt dên mê sao? Như vậy là bắt cóc còn gì? Vậy là lần đó tôi thấy ở đài truyền hình là để ngăn phát sóng chương trình Giang Si Chun. Chị ta biết cô Mu Sim không tìm thấy dân mê thì sẽ không yên tâm quay chương trình được. Vì lý do gì mà phải lên truyền hình chứ? Phải có lý do gì đó để họ lên truyền hình hoặc là ngăn cản nó. Không biết chừng như vậy tốt hơn là nó lớn lên với những người không có cùng huyết thống. Ít nhất thì vẫn còn có bà nội và ba ruột của nó. Nó không thể nào là con gái của mình được. Không phải là con của mình. Nhất định không phải mà. Bác Si Chun đúng là dai như đĩa. Sao? Phôi thai chết lưu. Phôi thai chết lưu hả? Là chứng cứ bi ơn đã được sinh ra trên đời này đó. Vì anh muốn chính mắt xác nhận nên em mới phải cho anh biết chuyện này. Nhờ ơn anh mà em nhớ lại những chuyện lúc đó. Để mọi chuyện dừng ở đây thì sẽ tốt hơn thôi. Cái này là bằng chứng việc đứa trẻ được sinh ra và chết đi sao? Cái gì vậy? Nó không chứng minh được cái gì hết. Những cái này em có thể làm 10 cái, 20 cái một cách rất dễ dàng. Anh muốn bằng chứng mà. Em mang tới cho anh, sao lại như vậy chứ? Em sợ anh dây dưa xen vào mối quan hệ với em và Ma Bung Đô đó, có phải không hả? Bây giờ em đang thắng thế và tiến thân nhanh chóng, cho nên mới tìm cách để anh giữ im lặng chứ gì. Bác Si Chun à, lẽ nào? Không phải lẽ nào. Em nghĩ anh không biết là em sẽ nói dối đứa trẻ đã chết rồi hả? Nên anh đã cho em một cơ hội. Dù có phải cãi lại lời của mẹ anh bao nhiêu lần thì anh vẫn nghĩ em nhất định vẫn còn sót lại một chút lương tâm cuối cùng. Đó là chuyện của con chúng ta, là chuyện của Bian. Nếu vậy em mang tới cho anh một thứ gì của con mà không phải là thứ vô nghĩa giống như tờ giấy đó thì anh sẽ đồng tình với em rồi. Anh sẽ cảm thấy đau lòng vì đứa bé đã mất. Em nói dối vậy quá tuyệt vọng. Nhưng sao? Thôi thai chết lưu. Một người mẹ lại muốn chứng minh chuyện đứa trẻ được sinh ra bằng cách ghi là nó đã chết lưu ở trong bụng sao? Có ai làm mẹ như vậy? Có phải là con người hay không? Giờ anh muốn gì? Anh đang lừa tôi sao, Bác Si Chun? Anh nói rồi mà. Anh đã cho em cơ hội. Kể từ bây giờ anh sẽ bắt đầu đánh lừa em. Cứ chờ mà xem giờ chị nào. Anh sẽ cho em biết cái cảm giác bị phản bội hết lần này tới lần khác. Chuyện ở Càng Quân, những chuyện đó cũng là lừa dối luôn sao? Anh sẽ không bao giờ rời khỏi đây cho tới khi anh phục thù được em. Hơn nữa em, để dên mê được yên đi. Nếu anh còn thấy em lãng vảng quanh nó một lần nữa, lúc đó anh sẽ gặp thẳng Ma Bung Đô. Nè, nè! Cô làm cái gì mà ồn ào vậy? Cô lại định làm gì ở công ty nữa? Còn đó là ai? Không lẽ là cô lén lút qua lại với đàn ông khác? Mọi chuyện không phải như vậy mà. Đù ra cái kiểu trừng mắt đó chứ. Cho cô biết, tôi đã tìm được người làm việc ở Rhode Island rồi, để tìm hiểu xem có thật là hồi nhỏ cô học ở đó hay không. Một khi có tin tức thì họ sẽ liên lạc ngay với tôi thôi. Cứ chờ đi, lần này sẽ khác đó.
Tôi muốn biết sự thật về cô Dơ Chi Na lắm. Thì ra quan hệ giữa Dơ Chi Na và Bác Si Chun là vậy. Nhưng mà vậy thì cô yêu đơn phương người yêu của chị gái à? Trời ơi, cái gì mà bi thảm nghiệt ngã vậy? Không phải như vậy đâu. Tôi là người đến trước chị ta mà. Anh Chi Sun chính là mối tình đầu của tôi đó. Tuy đã là quá khứ rồi. Đúng là không có mắt nhìn đàn ông gì hết, tự nhiên thích người vậy. Anh Ma Bung Đô, mỗi lần tôi nói cái gì đụng chạm tới Bác Si Chun là cô lại xù lông lên vậy là sao? Ai đó nói về mối tình đầu là cô nổi giận vậy hả? Thôi được rồi đó, lát nữa tôi sẽ trình và báo cáo kế hoạch phát triển thương hiệu sao. Này thư ký Sim, cậu có gặp được quản lý show chưa? Em không biết tại sao em phải đi gặp quản lý show hay là bà thím đó để làm gì. Nhưng gặp rồi chỉ biết đưa mỗi cái này thôi sao? Tất cả các nhà sản xuất giải thầy chủ tịch Ma hãy kết thúc hợp đồng và không gia hạn nữa. Tìm hiểu về các nhà thầu phụ phía Trung Quốc, rồi làm tất cả sổ sách báo cáo cho Bung Đô đi. Dù gì thì một kẻ ngoại đạo có xem cũng không biết gì đâu. Dạ, tôi sẽ xử lý chuyện này ngay. Người phụ trách quản lý giải dệt giao cho phía Dơ Chi Na đi. Nếu có xảy ra rắc rối gì thì còn có đường để lui lại chứ. Dạ. Gì đấy? Không phải thứ gì đắt giá mà lại là hạt giống gì đó sao? Nhưng mà anh định cứ để phe cánh của Sơ Piêu Đu tiếp tục phát triển hả? Em phải tiếp tục gặp bà thím Háp Trường Đông sao chứ? Khoan đã. Không lẽ cái này... Sao? Cái gì vậy? Chuyện gì? Chị vẫn chưa giải thích chuyện hôm qua mà. Nhìn mẹ, chuyện gì xảy ra với nó? Làm ơn thôi đi, thôi đi. Sao các người ai cũng đeo bám theo tôi dai như đĩa vậy hả? Rốt cuộc bây giờ các người có thôi đi hay không? Ai là người nên nói câu đó đây hả? Con người ta cho dù có đi vào đường cùng thì cũng không nên làm như vậy chứ. Sao có thể làm vậy với Nhân Mê được? Nếu như chị muốn ngăn cản anh Chi Sun thì chị hãy tìm cách khác đi. Không biết thì đừng có xen vào nữa. Ai đó tính tình càng ngày càng lớn rồi hả? Số điện thoại bàn nhà cô Musin mà. Gì đó? Còn không mau đi ra ngoài đi. Alo. Em là Trung Văn Mê nè chị giáo viên. Sao? Em muốn gì? Sao biết được số điện thoại của chị vậy? Hôm qua tại sao chị không tới đó đón em? Chị đã kêu em ở yên chỗ đó rồi còn gì nữa. Tại sao em lại tùy tiện đi lung tung như vậy chứ? Nhưng dù đợi bao lâu thì chị cũng không tới mà. Thôi được, chị biết rồi, mà cúp máy đi, chị bận lắm. Chị giáo viên xinh đẹp tên Dơ Chi Na, con gái bà đồng bang, chị gái của chị Trung Nhi, đúng không? Ồ,
thật là Trung. Cô Trung ơi, là con đây. Có ai ở nhà cô vừa gọi điện cho Georgina phải không cô? Không có, không biết. Cô có việc phải đi ra cửa hàng một chút. Ở nhà chỉ có một mình Jane May thôi con. Nhưng mà bây giờ không thấy con bé ở nhà nữa. Sao? Ai, trời ơi, tại sao con bé lại làm như vậy hoài chứ? Ai, thiệt là. Em muốn gì? Ai dạy em cách nói chuyện vô phép với người lớn như vậy hả? Chị giáo viên cũng là một kẻ nói dối còn gì. Chị chưa bao giờ giữ đúng lời hứa của mình hết á. Lúc nào cũng bắt em phải giữ bí mật. Những lời hứa với chị em đều giữ hết còn gì. Vậy thì bây giờ em định làm gì chị? Em muốn gì ở chị đây hả? Tại sao sự hiện diện của em lại làm cho cuộc sống của chị đảo lộn lên hết vậy hả? Chị muốn làm gì con bé hả? Chị không thấy con bé đâu sao? Không liên quan tới cô mà biến đi. Chị giáo viên đúng là xấu xa. Chị cũng không phải cô giáo. Còn không im miệng nữa hả? Người hôm qua đưa em đi chính là chị giáo viên nào đó. Em gặp chị ấy trước nhà, sau đó bị lôi lên taxi. Ở đài truyền hình cũng vậy. Cho nên mới làm cho mẹ em giận, cho em lo lắng nhiều vậy á. Chị ấy đúng là người xấu. Giờ chị nè, cô im miệng chưa hả? Chị thử đụng tới một con tay của dân mẹ coi. Tụi con để yên đâu.